Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 từ 17 giờ uh, ngày mùng 6 tháng 9 cho đến 17 giờ ngày mùng 7 tháng 9 thì toàn hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 đã ghi nhận 14.028 ca nhiễm mới, trong đó có 15 ca nhập cảnh và 14.193 ca ghi nhận trong nước. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu cả nước với 7.310 ca mắc mới. Một số tỉnh thành có nhiều ca mắc mới khác như là Bình Dương với 3.966 ca, Đồng Nai là 945 ca, Long An 490 ca, Kiên Giang có 242 ca, Tiền Giang 183 ca, Quảng Bình 182 ca, Tây Ninh 164 ca và Hà Nội là 36 ca. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước đã tăng 1716 ca, tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 188 ca, Bình Dương tăng 1772 ca, Đồng Nai tăng 74 ca, Long An giảm 367 ca và Kiên Giang tăng 41 ca và cụ thể thông tin về các tỉnh thành tiêu biểu thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn ở trong phần tiếp theo của bản tin.